Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 26 và 27 tháng 5, phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài như AFP, Pháp, Reuters Anh, Kyodo News, NHK của Nhật Bản, Tân Hoa Xã của Trung Quốc và một số cơ quan báo chí trong nước đã lên Điện Biên để tìm hiểu thực trạng vụ việc gây mất trật tự xã hội tại huyện Mường Nhé. Như báo chí đã đăng tin hồi đầu tháng 5 vừa qua, các buổi làm việc và nơi thực tế đã tạo điều kiện cho các nhà báo hiểu thêm về chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước Việt Nam là bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, tự do tín ngưỡng và sự bình đẳng của các cộng đồng dân tộc. Đồng bào tôi đau khổ quá nhiều, cả cuộc đời đi tìm công lý. Muốn chính quyền cướp của nhân dân, muốn chính quyền dã man đàn áp. Đồng bào tôi thống khổ nhục và đi đòi nhân quyền tự do. Tôi khóc cho bao người dân non, cả cuộc đời đi tìm công lý. Dân như cỏ như rác, tôi khóc cho bao người dân non, cả cuộc đời đi khắp nơi khiêu khen. Họ là nạn nhân của chế độ dã man. Ôi, tôi khóc cho bao người dân ngoan,